Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án có tên là Metarit. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn ấn nút Start Chatbot và tiếp theo chúng ta nút Participate. Các bạn sẽ mở cái Twitter này. Chúng ta sẽ lần lượt join vào channel và group truyền vụ đầu tiên. Follow kênh YouTube. Các cái mạng xã hội còn lại thì các bạn mở hết ra để chúng ta tiến hành follow nhé. Chúng ta nút con tin. Bây giờ chúng ta sẽ được làm cái nhiệm vụ follow. 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 Có kênh nào thì follow kênh đi. Chúng ta nút con tin. Gửi profiling của kênh Twitter, chúng ta mở phần profile. Copy phần profiling và paste phần profiling của kênh Twitter phía dưới đây. LinkedIn chúng ta ấn vào phần Me and View Profile. Copy phần profiling và paste phần profiling của LinkedIn phía dưới đây. Instagram chúng ta ấn vào Avatar, ấn vào phần Profile. Copy phần profiling và paste phần profiling phía dưới đây. YouTube chúng ta ấn vào phần Avatar, ấn vào kênh của bạn. Copy phần profiling và về phần profile của kênh YouTube phía dưới đây. Telegram username, các bạn điền username của kênh Telegram vào. Phần địa chỉ ví, các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại các page vào. Điền email của các bạn vào đây. Cuối cùng các bạn sẽ có link dev và các bạn có thể dùng link dev này chia sẻ về thân dev chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về chương trình iRope của dự án Metarit. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.